sân vận động quốc gia Bahrain. Nằm ở thành phố Rifa, sân vận động này được xây dựng từ năm 1982 đến 1983. Với kinh phí xây dựng 152 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động Bahrain là 24.000 khán giả. Sân vận động bóng đá thanh niên Thanh Đảo của tỉnh Sơn Đông được khởi công vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại trung tâm của quận Thành Dương, cách trung tâm thành phố Thanh Đảo khoảng 25 km về phía Bắc. Sân vận động chính thức khánh thành vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 với kinh phí xây dựng 494,5 triệu đô la Mỹ. Nó là sân vận động bóng đá chuyên nghiệp lớn nhất ở tỉnh Sơn Đông, đáp ứng các yêu cầu của FIFA để tổ chức các trận đấu cấp cao nhất. Thiết kế của sân vận động dựa trên phong cảnh biển đặc trưng của Thanh Đảo. Các đường lượn sóng chạy dọc theo mặt tiền tượng trưng cho những con sóng biển, di chuyển lên xuống nhịp nhàng và nhấn mạnh tính hiện đại, năng động của thành phố. Khán đài được chia thành hai phần với khán đài chính nằm ở phía Tây. Sức chứa của sân vận động bóng đá thanh niên Thanh Đảo là 50.000 khán giả. Bầu không khí biển cũng được gợi nhớ bởi cách phối màu trắng và xanh của các ghế trên khán đài. Các khán đài được làm bằng bê tông cốt thép, trong khi mái và mặt tiền nằm trên kết cấu dàn thép hỗ trợ. Mặt tiền được chiếu sáng bằng đèn LED để tạo hình ảnh động nổi bật vào ban đêm. Mái của sân vận động bao phủ tất cả các ghế trên khán đài và phần lớn được làm bằng các tấm ITFE trong suốt. Nhịp mái theo hướng Bắc Nam khoảng 234m và theo hướng Đông Tây khoảng 198m. Hai màn hình video và đèn chiếu sáng được treo trên mái tre. Chiều cao tối đa của sân vận động là 48,5m. Sân vận động bóng đá thanh niên Thanh Đảo hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Hải Ngư Thanh Đảo, đội bóng đang chơi tại Chinese Super League.